Rú vùng Phước Gia xã đình Pu Đắc Háng cắt khó nhất gòng huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam. Rú nì trùng mũ công an chính quyền ma xã đầy bom me tích tần, cắp vâng phù xình, cượt đầy lông tìm chơ gòng quân dân địa phương. Vì rằng trang báo tư mô bảo hiểm khỏi trầm o mát thôi. Bài thi tờ có cho tư mô bảo hiểm về bài chức cảo hình. Hầu bài thôi nâng hư có bài tăng hi và nằn lò cần lim le. Và mìm mũ bảo hiểm cho tư. Rút nỉ mi không mũ nâng công an xã có chiếc phát hờ. Anh nỉ lòng bố bảo hiểm công an xã phát hờ. Dân nằn chấp bày tre trò tư. Rút nỉ mi số điện thoại khoảng trường công an xã, cánh khoảng phó công an xã, cho quân dân mi năng về rằng cần khẽ về tống báo mà hòng ảnh hình bản khống số địa phương. Mới khỏi comment văn cái thầy. Khi mà về đây, mình nắm bắt được cái điều bàn ở cơ sở này. Chờ mà nỉ khỏi hù đầy phùng ní, khỏi co hù đầy cân ní, bưng đang bê khoảng công an rút nỉ nhân báo đầy kẻ khầy. Dân hoàng sắp bài tăng ma, quân dân xung hào lông hủ, nhân báo lại mà về trên báo, tòi bưng sàn tèm dân nằn có báo cất đầy lại lao đi, xung hào trò trên báo. Về hàng bóp mè hù chảy nhất, bởi khỏi có mòn quang quân dân thân có mi thể chấp năm. Dân nằn còn nôm bú họ bưng quân dân. Chờ mở khỏi chấp màn thì bố mẹ có bảo hú. Dân nằn luôn tư mũ bảo hiểm. Vậy hù đầy bưng số điện thoại về hỏi bố mẹ khẽ cho mình năng về rú cùng phùng. Cài di hói mũ bảo hiểm đại trung tá Trần Văn Quyền cánh bưng chiến sĩ công an đầy phát. Nhôm hở bóng mê ca song xuống tiếp vườn, anh nỉ lo nâng cùng bưng lông nam dẹp mắng khẳng trùng mũ công an chính quỷ xa Phước Gia, về trôi sở quân dân vùng cắt khó mi khủ tì, hủ ma pháp luật. Cùng dân kẻ ma, xôm hầu có tổ chức nam dẹp cấp thẻ căn cước công dân, ho tàu hơn quân dân, mời công dân còn mi bưng trần vì lá dân hẳn. Biểu điện nhằn phá ma hoạt hơn ăn hẳn lò sao hốt bắt mặn. Sơn hẳn cho hơn có mi hà hót chết cuốn, khai nỉ có chòm hết chằm dòng hỏi bắt mặn. Xôm hao nhằn khuôn nằn, mi thể ma tàu hơn, và nhôm hở quân dần. Chờ ma hoạt hơn quân dần, xôm hao hủ trành quân dần hơn. Căn cước công dân thì giúp quân phùng xung hào có tổ chức là bét hói sao ết chú. Cánh lim le hòn hành chính tại si hói cầu xếp dòng ăn. Phát hót quân dân lò si hói hốt xếp hàng ăn khai nỉ nhằm mi khù nhằm báu đẩy nhằn men văn. Lại bom hẹt ca song giúp bản hát đắc hắng khoảng tình bu vứt xà, cân ý có giàn bỏ bưng trùm vũ công an khai nghỉ có quen khới các hốn ảnh ai công an chính quỷ ma xá. Mi pa du hất báu khỏi lò hồ thị đê ca, chứ lò anh nì lò căn cước công dân, mân nì ma phát, lim le, lau bưng năng
kham mi cùng nì anh nì lo thẹt công dân mà ứ em cũng thấy công an mình rất tình với khó hình công an có sai chầm khắp công dân mình tự đến được bưu điện hoặc là họ chỉ mi thể là ha má bưu điện hư co bom mẹ phá má ha va khai nghỉ hình công an ông ma tàu hơn khỏi co dần ơn lại lò phùng quàng bưng chiến sĩ công an giáp phước xà trành trinh bưng lông bảy lim le vầy bảy phát cằn cước từng cho hơn giúp bản á quân thảo ké hồ văn dục hình bưng năng vê nằn dâng nằn cò bỏ cắp bắp me giúp phùng đình bô ấn vầy bằng bánh khỏi tài vắng số bận ấn bao to công an chính quy số địa phương phước sáng nghỉ chảm mì cơn hít cỏ sân hẳn khỏi có kính dấu hoa ba khai nghỉ bom me có bày giảm hải pi tăng mưng nâu sân hẳn bom mít cẩn cước số nỉ công an chính quy số nỉ dết cẩn cước ở ma hở bom me giúp bản há ăn nỉ cho giờ bom me yên chờ lim le phùng sai trầm cắp men nằm sông chành là phùng biết lại khổ cốt mố cánh bưng trùng mũ công an chính quy còn mi khù vậy sau hù tiếp nhắn cái khải bưng năng về cốt mố số nì bón khỏi đằng số khai nì là bón phùng tó các hồ thủy tiến sông tranh sàm vùng tó các vùng giáp phước gia huyện hiệp đức cần ý số nỉ hình mi ó bưng khù khút táo đán sái phít phép rú trẻ lái lò mi thể tao đán sái ha va bom me mi thể sử dụng thó ó lăng nằn mở khỏi co cầm phong to sốn bưng hù phít lưng chơ bảy lim le sau hù bưng hù sử dụng cùng gian cơn quân dần có minh năng khăm báo đi rú địa phường nỉ hư co rú cấp nờ mi thể hà bưng quân phít phép ní khuất táo đan sát vi phép ha ba mở khỏi má có men văn nhiều cách làm mới trong việc xây dựng các mô hình lại lông dệt mà ứ cùng với tăng tánh phân mô hình hát liêm le rốt tiểu vườn có bính thầy té chắc công an chính quy mát xá phát xà có cất bình phùng bay xà báo khuất mũ mà hòn an ninh bản khống dệt đầy bưng khùn nằn chính lò khù ta đầy lông tìm chơ quy bén té quân dần té công an chính quy khẩn pháp vớt giả vào trùng bom me pơ có môn sừng phung sùng đắc háng lông hủ không bưng ai công an địa phương có bóng lại chơ công an chính quy mắt nhì mới khỏi có đầy cây khay bưng hủ sang cha tên hết có đầy cây khay chú đến thăm chơi cùng xin nha gửi tặng chú về gọi là cái tình mưa ao mát rằm khỏi có tèm về nhôm chiến sĩ công an chịu biết bao mất mát ý chí vững vàng vì tổ quốc bình yên canh cho dân nhịp đều từng trong giấc ngủ giữ cho đồng bào mãi mãi cuộc sống tươi vui ban công an xã Phước Gia chú quyền ơi mãi không phai dáng hình quân dân cả nước đinh ninh buổi đầu mới gặp mà tình thắm sâu. Những cái sáng kiến của công an Phước Gia thì nó xuất phát từ cái bưng lông năm dệt còn công an Phước Gia đem mỹ ó té bưng mốc bưng chờ khẩn đồng chí khói hình tay chớ công an chính quyền man nì bao me có tình chơ muôn sừng ta bưng lông năm dệt bom me cò chấp năm năm dệt bom cắp trùng mũ công an bày tờ rút chầm bom cắp bom me sau hồ bưng hủ cốt mố bị ó cùng bồng kiến đê xú với men văn ké khay
mi ó bưng lung nằm dệt hờ chóc khọ khòn trung mũ công an chính quy giáp vất già huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam. Chào đồng chí bí thư đảng ủy giáp vất già. Mani bay dệt khỏi có hình du bắn khổ Hà Sơn hình khôn thì có cao ké dù khôn thì khỏi có mi năng gam khai thì mi trẻ lái đề nghị cấp nờ cần bắt biển báo gión vâng tàng trẻ táng tàn nắc bày ma dù khôn thì dù cùng phùng háo khai cầm mi bú bưng tàng cò dân nàn bom me mi thể bú bưng tàng cò mắn tùn mắn cò dân nàn chè mi thể tăng tài cày dân nàn khỏi có bùng chờ Minagam hào ủy ban nhân dân xá Minagam hào bưng công trình nì năm dệt bưng Minagam gần bom me gần quân dân cùng về trùng mũ công an chính quy xá lò đầy bom me tiền chơ. Mong con nhớ lùng nhất khòn khỏi cho mà địa phương lò cất ầu bưng khuôn đi hờ quân dần yên chờ mà bé xe dần ăn nằn lò khu đầy mở khỏi bầm bom me mà phải kinh tế mở hương mà phải bùng kiến thế số ổn định môn mô hơn. Song pì trùng mũ công an chính quy mát giá vất vả huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam có cất áo hún ảnh chăn ngang gòng quân dân địa phương tên mét bưng nang về dám ngắm dám xét bộ sứ to cất áo lông ỉn han nhăng trai giờ phùng đình pu mà pe hơn.